tháng 6 hàng năm, các môn đồ thuộc hệ phái Suzujo Karate Do lại có dịp tề tựu về ngôi nhà của tổ sư Choji Suzuki năm xưa, mà nay là nhà lưu niệm của hệ phái. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của hệ phái Suzujo Karate Do Việt Nam, 101 năm ngày sinh của vị tổ sư là một dịp đặc biệt với các môn sinh. Hệ phái Suzujo Karate Do thì cho đến hôm nay là đã tròn 60 năm. Chúng ta được một người thầy người Nhật qua đây để truyền bá. Thứ hai là được nhà nước công nhận và xây một cái nhà lưu niệm, nhà truyền thống. Và cái này cũng là cái mà ưu điểm để cho cái Suzujo này phát triển trên toàn quốc. Và hàng năm thì người ta có đi đâu nhưng mà cứ đến cái ngày truyền thống của hệ phái cũng như ngày giỗ tổ thì người ta cũng ghé lại đây để thắp cái nén hương để tưởng nhớ đến tổ sư. Tổ sư Choji Suzuki sinh năm 1919, mất năm 1995. Vào khoảng những năm 1940, ông đã gia nhập quân đội Thiên Hoàng rồi đến Việt Nam. Cơ duyên kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Minh Lệ đã nếu chân ông ở lại với Việt Nam và chọn ngôi nhà số 8 đường Võ Tánh, mà nay là đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, thành phố Huế để sinh sống. Đồng thời, ông đã thành lập võ đường Suzujo Karate Do và truyền thụ võ học. Sau năm 1975, môn đồ của tổ sư đã phát triển bộ môn này rộng khắp trên toàn quốc. Hệ phái của chúng tôi thì hiện tại trên toàn quốc cũng chiếm được 80% và 20% thì là du nhập cả cái môn của karate nhưng mà từ ở nước ngoài về và cái chính là thể thao. Và chúng tôi cũng rất hạnh diện là cái hệ phái Suzujo này đã phát triển rộng khắp và cái giới trẻ thì là rất là thích. Hiện nay trưởng trang của hệ phái Suzujo Karate là ông Lê Văn Thành. Ông bắt đầu học võ từ năm 15 tuổi, là một trong 7 học trò của tổ sư Choji Suzuki được tham gia khóa luyện tập đặc biệt để trở thành hạt nhân nòng cốt phát triển hệ phái Suzujo. Năm 1973, ông Lê Văn Thành được tổ sư giao trách nhiệm làm trưởng trang đời thứ 8 trong coi võ đường tại Huế. Trong thời gian tổ sư Suzuki đi các tỉnh khác phát triển Karate Do. Sau nhiều biến cố lịch sử, tổ sư cùng gia đình hồi hương Nhật Bản. 7 người trong lớp đào tạo đặc biệt cũng vì nhiều lý do khách quan không còn theo con đường này nữa. Trưởng trang Lê Văn Thành đã nỗ lực đào tạo các môn đồ phát triển hệ phái để nhiều tỉnh thành. Ông còn dành thời gian nghiên cứu kỹ thuật Karate truyền thống của Nhật cũng như Karate hiện đại để bổ sung, phát triển, phong phú thêm kỹ thuật của hệ phái Suzujo. Thầy Thành cũng đã đào tạo nhiều học trò, đạt nhiều thành tích, đặc biệt là SEA Games và các cái châu lục. Tôi nghĩ ông là một người sống đam mê và giản dị. Tôi sinh ra trong một cái gia đình võ. Tôi là con của thầy Lê Văn Thành. Ngoài cái việc đi học ra thì bố tôi lúc nào cũng vẽ tôi học võ. Do vậy tôi cũng biết là tôi học võ từ năm nào. Nhưng mà tôi nhớ là rất là nhỏ. Tôi nhỏ thì tôi cũng chưa có cái đam mê võ. Nhưng mà dần dần lớn tôi tập luyện thì tôi có đam mê. Và sau đó tôi được tham gia thi đấu các cái giải quốc gia và quốc tế. Thì từ đó tôi lại thấy cái võ này nó rất là rộng lớn. Và bản thân tôi là phải cần cố gắng nhiều. Khi mà tôi tiếp nhận cái công việc của thầy từ năm 2008, khi mà thầy làm cho chuyên gia cho Lào, thì bản thân tôi là rất là bỡ ngỡ. Nhưng dần dần thì tôi cũng cố gắng. Và hiện tại thì các vận động viên mà do tôi đào tạo thì các em nó bây giờ thành tích cũng là ổn định. Cụ thể là các kỳ SEA Games cũng như là Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, các em cũng có cái huy chương vàng để đứng vào trong cái đưa vào trong cái tổng sắp của toàn quốc. Thì đó là một cái mà thứ nhất là cũng là rất là hạnh diện về những người học trò, và thứ hai là chúng tôi cũng đã tiếp nối được cái đam mê của bố tôi. Người bố là người thầy của tôi cho tới ngày hôm nay. Ông 72 tuổi nhưng ngày nào ông cũng mặc cái bộ võ phục trên người. Đó là một cái điều mà làm cho tôi, chúng tôi là trẻ thì chúng tôi, bản thân của chúng tôi là phải cố gắng nhiều hơn nữa.
và đây cũng là cái sự nghiệp của tôi. Các em tập luyện với Suzuchou này thì các em sẽ có những cái nền tảng, và bản thân những cái em học sinh mà mới vào tập thì rất là đam mê, vì trong cái hệ phái này nó có những cái kỹ thuật mà rất bổ ích cho các em, đó là những cái kỹ thuật mà tự vệ. Về cái ưu điểm của cái môn võ karate và đặc biệt hệ phái này thì nó trước hết là rèn luyện cho các em tập luyện là các em là phải có một cái tinh thần, một cái ý chí. Và người tập võ thì cái quan trọng là đam mê thì người ta mới tìm hiểu, người ta nghiên cứu và người ta sẽ tự rèn luyện. Nếu mà một ngày không có thầy thì người ấy vẫn tự rèn luyện ở nhà, đã tự ý thức được cái việc tập, đó là cái sự đam mê. Tham gia các cái thi đấu với là thể thao thì chúng tôi cũng từ cái karate truyền thống sang qua thi đấu thể thao thì chúng tôi có lời rất là nhiều thứ, và đặc biệt là chúng tôi đã được rèn luyện cái ý chí cũng như là cái sự chiến đấu của những cái kỹ thuật cổ trong cái hệ phái của tổ sư đem đến. Họ là những chàng trai có thành tích tập luyện thi đấu trong nước và quốc tế xuất sắc ở bộ môn karate do. Võ đường Suzuchou Karate Do là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ, nơi họ tìm thấy được đam mê và khả năng của bản thân. Mình tập karate thì từ lúc 11 tuổi và đến bây giờ là mình đã tập karate được hơn 20 năm. Thì được sự giúp đỡ của thầy và các sư huynh giúp cho mình hiểu biết thêm về truyền thống của karate, truyền thống của hệ phái Suzuchou, cảm thấy đam mê hơn về cái môn võ mình đang học. Khi mình tập karate đó thì phát triển cho mình thứ nhất là các về tổ chức, về thể lực như là sức khỏe, sức mạnh, sức bền, giúp cho mình rèn luyện những cái đạo đức vốn có của một con người như là tính cần cù, siêng năng. Cho mình một tính kỷ luật tốt, và thứ hai là giúp cho em một cái tinh thần, một cái sức khỏe. Thứ ba là giúp cho em gặt hái được nhiều thành tích trong karate thể thao. Cái kỹ thuật của Suzuchou thì cũng đã đem đến cho em rất là nhiều điều, trong đó em kết hợp cả hai cái như karate do hiện đại và Suzuchou cổ, đem đến cho em nhiều thành tích. Mình muốn truyền đạt lại cho các em là khi mình tập luyện một môn võ nào đó, như mình tập karate thì mình phải tìm hiểu những cái truyền thống của trong môn võ của mình, và từ đó tạo cho mình một cái đam mê, hứng thú để tập luyện, nỗ lực tập luyện trong lúc tập cũng như trong thi đấu để giành được những cái thành tích mà mình mong muốn. Và cứ như thế, hết lớp này đến lớp khác trưởng thành từ võ đường Suzuchou Karate Do. Rất đông trong số họ lựa chọn tiếp tục theo đuổi và phát triển nghiệp võ. Võ đường này trở thành ngôi nhà chung của những môn đồ Suzuchou, để luôn nhắc nhở họ về nguồn gốc của một bộ môn võ học đặc sắc, đem lại lợi ích cho sức khỏe với số lượng người theo học rất đông. Bộ môn đã đưa thành tích của thể thao Việt Nam lên một vị trí cao trong khu vực, bộ môn Karate Do hệ phái Suzuchou.